Kính thưa anh chị em, cơn bão dịch bệnh COVID đã qua, nhưng những ký ức đau thương vẫn còn ghi đậm trong trí nhớ chúng ta. Những ngày phong tỏa không ai được ra đường, thành phố trước kia ồn ào náo nhiệt, giờ vắng tanh, chỉ còn tiếng xe cứu thương và những trạm kiểm soát của những người thi hành công vụ. Chắc hẳn ai trong chúng ta còn nhớ ngày ấy, muốn ra đường phải có giấy phép. Sài Gòn, thành phố chúng ta đã trải qua những ngày khó khăn và đau đớn. Khó khăn với bao tiếng thở dài lo âu trong lời nài xin dịch bệnh mau chấm dứt. Đau đớn với tiếng khóc ly biệt, những tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt chảy ngược vào trong. Trong cơn đại dịch, chúng ta mới thấy cuộc sống mong manh vô cùng. Con virus vô hình đã khiến những người nhiễm bệnh phải lo âu, thậm chí hoảng loạn. Nó tấn công mọi thành phần trong xã hội, người giàu có, kẻ nghèo hèn, cụ già, người trẻ, người học cao, kẻ bình dân ít học, linh mục, tu sĩ hay giáo dân. Tất cả đều bình đẳng, tất cả đều có thể nhiễm bệnh, tất cả đều có thể chết. Và trên thực tế, đã có nhiều người chết tức tưởi như thế. Chẳng hạn như câu chuyện người mẹ bị COVID qua đời. Chính quyền đến khử trùng và đem thi thể mẹ đi. Các con quỳ gối đưa tiễn mẹ trong tiếng nấc nghẹn đau thương. Không vành khăn tang, không lời tiễn biệt. Hình ảnh những người con đau đớn quỳ sụp bên hè trước linh cữu mẹ lại nói với chúng ta nhiều điều. Nói với chúng ta về cuộc đời này mong manh mau qua, và nói với chúng ta về sự cậy dựa vào Chúa. Quả thật cơn dịch bệnh qua rồi, chúng ta mới thấy niềm tin vào Chúa phục sinh lúc ấy càng thấm thiết hơn lúc nào hết. Và đồng thời chúng ta mới thấy lòng hiếu thảo đối với cha mẹ ông bà chúng ta. Lúc ấy mới cảm nghiệm một cách thực sự rõ rệt công lao cha mẹ, nhất là những người đau đớn lìa cha mẹ trong cơn dịch bệnh. Nếu anh chị em nhớ, lúc ấy Đức Tổng Du Sa trong thư mục vụ đã nhắn gửi các linh mục như sau: có những người trong gia đình chào nhau đi cách ly, nhưng sau thời gian ngắn người ở lại nhận là một hũ tro cốt. Xin quý cha và anh chị em chủ động gọi điện thoại thăm hỏi, khích lệ những người đang đau khổ. Hãy kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của những người không còn biết bám víu vào đâu. Những ngày tháng này hơn lúc nào hết, chúng ta cần sự hiệp thông cụ thể với nhau. Quý cha và cộng đoàn giáo xứ, các đoàn thể hãy sử dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ thông tin, khích lệ, nâng đỡ nhau. Mỗi người hãy là dụng cụ cho lòng Chúa thương xót, hãy là môi miệng của Chúa, đôi tay, đôi chân của Chúa. Và chắc hẳn trong tâm trí chúng ta vẫn còn ghi nhớ những hình ảnh của tất cả mọi người tại từng giáo xứ đã mở rộng lòng đối với anh chị em mình, chia sẻ những đau buồn và chia sẻ những nỗi lo âu khắc khoải với anh chị em. Trong khả năng nhỏ bé của mình, mỗi thánh lễ có khi dâng trong âm thầm, giáo dân không được dự lễ, linh mục chỉ dâng lễ âm thầm trong nhà thờ hay trong phòng thánh. Nhưng mà các linh mục đều hướng đến mọi người trong giáo xứ, nhớ tới họ và cầu xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho họ. Thưa anh chị em, cảm nghiệm ấy thực sự vẫn còn sống động trong tâm trí chúng ta, nhất là các linh mục. Thú thật với anh chị em, trong thời kỳ dịch bệnh, tôi cũng nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại để xin cầu nguyện cho gia đình họ. Và chắc hẳn nhiều anh chị em, nhiều linh mục đều có cảm nghiệm ấy. Xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện, và đó cũng là cái cảm nghiệm mà tôi viết lại của một người đã gọi điện thoại chia sẻ với mình nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ. Như câu chuyện có hai vợ chồng già
cùng đồng hành bên nhau gần 60 năm cuộc đời, biết bao vui buồn xót chia. Trước dịch, bà cùng ông đi lễ mỗi ngày. Khi dịch xảy ra, nhà thờ đóng cửa, ông bà dự lễ trực tuyến, đọc kinh chung, nâng giấc sẻ chia. Rồi cả nhà bị nhiễm bệnh, cả con cháu, cả hai ông bà. Ông bà đi cách ly mỗi người một nơi. Trước kia hai ông bà nương tựa vào nhau, bây giờ hụt hẫng, lần chuỗi mà nức nghẹn vì thiếu tiếng thưa kinh, thiếu hơi ấm nghĩa tình bao năm tháng. Một tối ông lặng lẽ qua đời, không người thân, không lời kinh đưa tiễn. Vài ngày sau, gia đình đón tro cốt ông về. Đau đớn mà không dám cho bà hay, vì bao giờ bà cũng hỏi, ba bay có khỏe không? Nếu gia đình nói thật, sợ bà chịu không nổi. Ngày bà âm tính từ bệnh viện trở về gia đình, cũng là lúc bà biết tin ông đã chết. Bà suy sụp hẳn, ra vào thơ thẩn một mình. Bà thường ngồi lặng hàng giờ trước tro cốt ông mà nước mắt ngắn dài. Ghe lui khỏi bến còn dầm, người thương đâu mất, chỗ nằm còn đây. Con cháu nhìn bà mà xót xa, tình nghĩa vợ chồng bền chặt, khó khăn khi con cái còn nhỏ, mới an nhàn đôi chút lúc tuổi già. Giờ ông vội ra đi trước bà, dường như ông sợ ly biệt. Nhìn mái tóc bạc trắng của bà, nhìn dáng lưng còng liêu xiêu như ngọn cỏ úa vàng trong chiều sắp tắt nắng, con cháu đều đau lòng. Một tuần sau, bà theo ông. Con cháu tề tựu chung quanh, nhưng bà vẫn nhìn quanh quất như tìm bóng hình ai. Bà vội về với ông, kéo ông trong. Bây giờ cả ông lẫn bà đang trong vòng tay yêu thương của Chúa. Đó là một trong muôn vàn câu chuyện, thưa anh chị em, mà tôi nhận được. Người ta nức nở kể lại câu chuyện gia đình mình và xin cầu nguyện cho người thân. Và chắc hẳn nhiều linh mục, nhiều cha ngồi trong nhà thờ này, nhiều anh chị em cũng có cảm nghiệp ấy. Thưa anh chị em, hai ông bà trong câu chuyện đã sống những gì mà Chúa dạy, đó là sống lương thiện và cố gắng giáo dục con cái mình theo luật Chúa và luật giáo hội, hết lòng sống vì nhau, vì con cháu trong đời sống hôn nhân gia đình. Dẫu rằng giữa dịch bệnh hai ông bà chết, không được lãnh các bí tích sau cùng, không có thánh lễ đưa chân tiễn biệt, nhưng hai ông bà cùng với biết bao nhiêu người khác đang an bình ở bên Chúa, đang hạnh phúc trong lòng thương xót, trong tình thương của Chúa. Chúng ta xác tín như thế. Và chúng ta dâng thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho tất cả những người đã ra đi trong cơn dịch bệnh. Năm nay nhiều nhà tổ chức lễ mãng tang lắm. Chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho họ. Không phải chỉ cầu nguyện cho ông bà cố Gioan-kim và Maria mà thôi, mà tất cả các linh hồn trong luyện tội, mà tất cả những người đã ra đi trong cơn dịch bệnh. Thưa anh chị em, đó là lý do tại sao khi trong tháng này, khi đi thêm sức, luôn luôn tôi mời gọi cộng đoàn nhớ dỗ mãn tang của những linh hồn đã qua đời trong cơn dịch bệnh. Thưa anh chị em, những mẫu gương đức tin như thế vẫn củng cố đức tin cho chúng ta và mời gọi chúng ta sống tốt lành, để mọi người nhận biết Chúa, tin Chúa và làm con cái Chúa. Theo Chúa bằng việc giữ đạo tốt lành, bằng việc sống theo lời Chúa, bằng việc chu toàn bổn phận, để người khác thấy những việc tốt đẹp chúng ta làm, mà tôn vinh Cha chúng ta đấng ngự trên trời. Thưa anh chị em, giữa phong ba con luôn trung tín, vẫn hết tình yêu mến cậy trông. Con yêu Chúa trọn tấm lòng, Chúa thương gìn giữ, chúc lành chở che. Đó là tâm tình của những người thân yêu trong gia đình chúng ta 3 năm trước, chết mà không được lãnh các bí tích sau cùng, chết mà không có thánh lễ an táng tiễn biệt, chỉ có lòng tin cậy dựa vào Chúa. Và tôi tin chắc rằng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để các ngài
hạnh phúc an bình bên Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hãy dâng thánh lễ này với lòng xác tín của chúng ta và với lời cầu xin tha thiết của chúng ta, để cho những người thân yêu trong gia đình mình, ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc và những người đã ra đi trong cơn dịch bệnh, cùng với ông bà cố Joachim và Maria, cùng với một tu sĩ vừa qua đời, Giuse, và tôi tin chắc rằng rất nhiều linh hồn nhờ thánh lễ chúng ta dâng hôm nay sẽ được hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen.